Dạ vâng, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video này em chia sẻ giới thiệu đến cô chú và anh chị mình một căn nhà đẹp, hiện đại, giá rẻ, gần công viên, xung quanh nhà cửa đông đúc. Căn này được thiết kế và xây trên nền đất là ngang 4, dài 14. Tổng diện tích đất là 56m² và thiết kế xây là một trệt 2 tầng lầu. Tổng diện tích sàn sử dụng là 152m². Xây kiên cố, đúc tấm thật anh chị mình nhé. Sổ hồng riêng và có hoàn công đầy đủ, pháp lý minh bạch rõ ràng. Cô chú yên tâm về sổ sách pháp lý nhé. Mình mua là công chứng sang tên đăng bộ theo quy định của nhà nước. Căn này phong thủy là hướng chính đông, rất là mát mẻ, nắng sáng mát chiều. Ở dưới không gian tầng trệt này mình có bao gồm là sân đậu xe máy, không gian phòng khách rộng rãi, bếp ăn và một nhà vệ sinh. Không gian các phòng ngủ được bố trí ở trên lầu 1 và lầu 2. Nhà có điện có nước đầy đủ và còn rất là mới. Anh chị mình mua chỉ việc xách vali vào ở. Một số vật dụng nội thất trong nhà thì khi bán anh chủ sẽ tặng lại cho khách mua. Và căn này có giá rẻ chỉ có 2 tỷ 490 triệu bao phí thuế sang tên. Chúng ta sẽ không có phát sinh thêm bất cứ chi phí nào nữa anh chị mình nhé. Mình thấy hợp lý vừa tài chính thì hãy kết bạn Zalo qua số hotline trên màn hình để xuống xem nhà trực tiếp. Một trệt, hai lầu, công năng sử dụng bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 4 nhà vệ sinh và không gian sân phơi đồ rộng rãi. Có điện, có nước đầy đủ hết rồi. Trước nhà của mình là vỉa hè, đường nhựa, cây xanh. Tọa lạc ngay trong lòng khu dân cư Cát Tường, Phú Sinh, xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An. Khu vực này giáp Hóc Môn, quận 12 và cách với trung tâm quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh là 35 km di chuyển. Lên trên không gian lầu 1 này, cô chú anh chị mình sẽ có là 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh riêng ở trong phòng, rất là tiện lợi. Sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ, pháp lý minh bạch rõ ràng, tổng diện tích sàn sử dụng là 152m². Với một mức giá hiện tại là 2 tỷ 490 triệu, một mức giá cạnh tranh so với những căn một trệt hai lầu khác trong khu này. Hiện tại căn này đang có mức giá rẻ anh chị nhé. Cô chú anh chị mình ơi, mình xem được video này của Biển Xanh thấy phù hợp nhu cầu và tài chính của gia đình đang tìm kiếm thì hãy nhanh tay kết bạn Zalo qua số hotline 037 730 4018. Em sẽ gửi hình sổ qua Zalo để cô chú anh chị mình xem tham khảo trước và chúng ta sắp xếp thời gian xuống dưới này em dẫn cô chú và anh chị tới coi căn nhà này trực tiếp nhé. Cũng như là em sẽ dẫn mình tham khảo thêm vài căn nữa để mình có thể đưa ra kết luận xem căn nào phù hợp tài chính và căn nào mình cảm thấy yêu thích thì chúng ta tiến tới giao dịch căn đó thôi. Trên lầu 2 này thì mình có là một phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi và một nhà vệ sinh. Với 2 tỷ 490 kém 10 triệu nữa mới là 2 tỷ rưỡi. Chúng ta mua căn này quá ổn đấy anh chị mình nhé. Mình có thể là sắp xếp thời gian xuống để xem nhà trực tiếp. Bữa giờ nhiều anh chị tìm phân khúc 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 6 thì hôm nay em lên video này mình thấy phù hợp thì cứ xuống xem trực tiếp lại căn này. Căn này anh chủ mới gửi cho nên là bây giờ mới xuất hiện rao bán trên thị trường. Do là cần tiền để gom và mua một căn nhà lớn ở trên Sài Gòn cho nên anh chủ cũng muốn bán nhanh và sau khi tham khảo thì đưa ra cái giá rất là rẻ để bán nhanh, cạnh tranh so với những căn khác. Cô chú anh chị thấy hợp lý vừa túi tiền thì hãy kết bạn Zalo cho em qua số hotline trên màn hình nhé. Chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe và gặp may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.